Can I see what it looked like on a paper towel? Yep. Please. Mm-hmm. Wait a second. No problem. Just call it. Okay. The same color you sent me. Yeah, it's more like orange. No, she's the right color. Sẽ hướng dẫn các anh chị em cách đắp móng almond với màu red color 175. À, rồi khi mình lấy cục bột này, giờ cục bột cho nó bóng hẳn lên ha. Rồi đặt lên móng tay khách. Đếm 1 2 3 rồi thả ra. Di chuyển cái phần bột lên phần critical và hai bên khóe móng ha. Thông thường thì những cái màu đậm như màu đỏ, màu đen thì nó sẽ nhiều cái pigment hơn, thì cái độ chảy của nó sẽ nhị, sẽ cao hơn là những cái màu khác ha. Và những cái màu lợt nên thành ra là khi mình lấy bột ra thì hắn chờ vài giây ở bên ngoài rồi hắn đặt lên cái móng tay của khách nha. Rất là đẹp luôn. Rồi dồn bột vào trong một chút ha. Sau đó mình vuốt bột. Dùng cái mũi cọ này ha, clean hai bên khóe. Rất là đẹp luôn. Clean hai bên khóe cho nó sạch sẽ chút ha. Kiểm tra xem mới có thiếu bột không thì thêm bột vào ha. Cái bột màu biết mình mà rất cao như cái màu đỏ hay màu đen. Đó. Như cái màu đó là nó rất là chảy ha. Nó cả chảy nên thành ra là khi mình lấy bột thì nhớ là để ở ngoài đợi vài giây rồi hẳn đặt lên ha. Đó, và thông thường khi mình làm thì mình sẽ thử với cái ngón đầu tiên kiểm tra xem cái độ dẻo của cục bột nó như thế nào ha, nó dẻo, nó chảy nhiều hay là nó nhanh khô gì đó. Đó, mình phải kiểm tra ha. Rồi
Bây giờ mình đã quen hơn cái bột hơn rồi thì bây giờ mình sẽ đắp nhanh ha. Rồi lấy cục bột nè, chờ nó bóng lên ha. Đó, nó bóng lên này rồi, hẳn đặt lên, đếm 1 2 3 thả. Mình cứ lấy một cái cục bột nó bự lên ha. Đó. Đó, nó chảy không, cái pitch mình nó cao thì nó rất là chảy, nhưng mà đặc biệt một cái là nó không có bị mỡ bồ nha. Kiểm tra hai bên ha, rồi dùng cái mũi cọ này tin hai bên khóa nha. Dùng mũi cọ này ha, có liên hai bên khóa này, liên hai bên khóa này. Đó, dùng bột hai bên vào trong này, thấy không? Rồi vuốt thấy cái form của cái shape mình có sẵn rồi, vuốt thấy cái form đó. Đó là dùng cái mũi cọ liên hai bên khóa. Rồi vuốt vào cái form, khi mà vuốt qua khỏi cái đỉnh mỏng rồi đúng không, mình sẽ dùng cái mũi cọ này, dùng cái bụng cọ này chắn vào cái form móng và tự động nó sẽ ra cái shape cho mình. Rồi mình lấy phần bột dơ ra. Hello anh Điệp à, anh khỏe không? Em để ý thấy lúc bữa nào mà em like vào ngày chủ nhật thì là ngày đó mới thấy anh xuất hiện ha. Đó. Còn lại chắc anh bận lắm ha. Rồi tiếp tục mình lấy cục bột nè, có tối không mọi người? Rồi chờ cục bột nó bóng hẳn lên nè. Đó, những cái màu đỏ là cái pigment nó hơi cao, nó sẽ chảy hơn những cái màu khác ha. Rồi di chuyển cục bột lên phần cuticle. Rồi cho nó vào hai bên khóe. Chủ nhật mới được nghỉ. Dạ. Bữa nào làm một chuyến qua Mỹ anh em mình gặp nhau anh Điệp ơi. Đó, nghe chị Christine cũng nói cũng muốn anh đi qua Mỹ chơi đó. Bữa nào anh em mình anh làm một chuyến đi qua Mỹ đi, anh em mình gặp nhau ăn uống nói chuyện cho vui. Màu của Silem đẹp quá em. Dạ đúng rồi, em thích mấy cái màu đỏ này. Đắp nhìn nó tròn cái khóe luôn, tại vì cái màu nó hay, nó show ra được những cái lỗi đó. Đó, đắp những cái màu này nó. Rồi. Không. Chậm cho cái phần cuticle nó nằm xuống. Vâng, có dịp qua qua em chơi. Đó, anh em mình gặp nhau tám chuyện làm quen cho vui. Rồi, tiếp tục. Hello anh Tâm Liêu, ai quan tâm? À, em khỏe, em khỏe không? Không, đặt lên. Đếm 1, 2, 3, thả ha. Dùng mũi cọ này, di chuyển lên phần cuticle này. Đó. Đó. Dồn một hai bên vào trong này. Đó. Dùng cái mũi cọ này ha. Clean hai bên khóe đi. Đó. Khoan hẳn vuốt bột ha, tại vì bây giờ đó
Bây giờ là nó bột nó đang rất là chảy, mình vuốt nó đi hết bột luôn. Trước hết thì bây giờ mình kiểm tra cái shape trước ha. Đó, lắc tay trái lắc tay phải kiểm tra cái shape trước này. Đúng, sau đó là mình mới kiểm tra cái độ dẻo của cục bột xem thử nó đã vuốt được chưa ha. Đó. Rồi, khi mà vuốt qua cái đỉnh đầu móng là mình dùng cái bụng cọ này chắn vào cái form móng ha, tự động nó ra cái shape luôn. Đó, sau đó thì mình kiểm tra lại cái độ mượt mà của cái móng một chút xíu. Cái giai đoạn này thì mình làm nó chậm chạp thôi, không có cần vội vàng, nhưng mà khi làm xong rồi thì nó sẽ bỏ được cái phần mà giữa shape đi và cái phần chạy máy đi ha. Đó. Tiếp tục ha. Lấy cục bột này vừa phải thôi, chờ cho nó bóng lên nha. Rồi đặt lên móng ha, đếm 1 2 3 thả, di chuyển cục bột lên phần cuticle này. Di chuyển nó lên cuticle và hai bên khóe ha. Bột đang chảy ha, khoan vuốt nha. Sẽ kiểm tra cái shape nó trước. Để cho nó vào cái form shape trước. Rồi dàn bột hai bên ra ha. Sau đó bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của cục bột và đặt vuốt này. Sẽ vuốt hai bên ha. Vuốt hai bên dồn bột vào giữa nha. Để cho mình tạo được cái độ cái bột ở giữa, mình sẽ dồn bột vào giữa ha. Hai bên mình không có cần nhiều bột đâu, chủ yếu cái phần giữa là nó sẽ giữ cái móng mình cho nó chắc hơn ha. Đó, thấy không? Dồn bột ra này, đó. Vừa vuốt bột vừa dồn bột nè. Bột vỗ cả ngày chưa khô vậy anh à? Bột khô sớm làm gì em, bột khô từ từ để cho mình căn chỉnh cái shape cái cuticle cho nó đẹp chứ em. Đó. Chứ em khô sớm làm gì, em trai chẳng dư việc. Em muốn bỏ cục bột đây là nó khô luôn hả? Công, hello anh, hello thành công ha, hello em. Chờ cho nó bóng lên rồi đặt lên nha, màu đẹp quá anh nhé. Ừ, màu này đẹp lắm á, thành công nha. Đó, màu này là màu 165 của Silem, màu đỏ này rất là tươi luôn. Đó, bột nó rất là dẻo ha. Bỏ lên. Mình chờ ha. Khoan vuốt nè, bây giờ mình sẽ dùng lửa và cái lợi thế của cái bột nó lau khô, bột nó rất là dẻo ha, thì mình sẽ căn chỉnh cái phần cuticle và phần shape ha. Nó không có như cái em gì đấy, em Trần Di Việt bỏ lên, à, em muốn bỏ lên là nó khô luôn. Thì em dùng móng móng úp ha, em xài móng úp ha, bỏ lên cái là khô luôn, khỏi vuốt kỳ cho nó mệt. Đó, còn anh thì anh thích lau khô. Đó, em chờ chút ha, mình căn chỉnh cái phần cuticle này ha. Đó, có thời gian mình căn chỉnh cái shape cho nó đẹp. Đó, từ từ mình vuốt. Đó. Đúng không? Rồi, vuốt theo cái shape của nó ha. Ra cái xếp đẹp chưa, mình hai bên khóe này thấy không. Màu cực đẹp luôn, màu đẹp ha, thành công ha.
Tiếp tục mình lấy cục bột ha, chờ cho nó bóng lên này, nhau cho nó bóng lên này, khoan đặt lên ha, nhắm xuống dây chút rồi đặt lên này, đếm nha, 1 2 3 thả. Bắt đầu mình sử dụng cái mũi cọ này, mình di chuyển cái phần cuticle lên khóa ha, đó không, 10 điểm luôn anh nhé, cảm ơn thành công nha. 10 điểm không nhân ha. Rồi dùng mũi cọ lên hai bên. Rồi bây giờ là cái khoảng thời gian mà mình căn chỉnh cái shape và cái khóa cho nó tròn đều ha. Đó, không có nô, không có vuốt gì hết trơn á. Tại vì khi mình làm xong á, cái bộ móng mà muốn đẹp á thì cái cuticle nó phải tròn, cái shape nó phải cho ngay ngắn, mà muốn làm nhanh á thì ngay từ cái phần này mình tranh thủ cái bột nó dẻo, mình tạo cái form shape cho cái móng mình luôn ha, để khi mình làm xong đó mình bỏ luôn cái phần giũa đi ha, bỏ luôn cái phần giũa cây đi, không phải là bỏ hoàn toàn nhưng mà mình sẽ rút gọn, thay vì mình giũa shape bằng cây giũa, mình giũa 10 phút thì bây giờ mình giũa còn 2 phút 3 phút thôi, mình chỉ cần reshape sơ lại cái móng thôi. Đó, chẳng cái bào móng ha. Chẳng vào đầu móng nè. Rồi lấy phần bột dơ ra ha. Đó, thấy không, nó có sẵn cái shape luôn không. Đó, khi mình làm xong rồi thì mình chỉ cần lấy cái vũ shape á, vũ sơ thôi, không có cần phải ngồi mà căng chỉnh đong đo đong đếm gì hết. Tiếp tục ha. Nè, nhìn cục bột này anh chị em thấy không? Nhìn cho nó bóng này ha. Rồi bắt đầu mình tay cục bột dọc này. Rồi di chuyển dần dần lên này, mọi người thấy không? Đó, dùng cái mũi cọ này ha, di chuyển cục bột dần lên phần cuticle này. Đó. Căng chỉnh hai bên khóe ha. Căng chỉnh hai bên khóe này, dùng cái mũi cọ này ha, nó rất là nhọn luôn. Mình sẽ luồn cái cọ này vào trong cái khóe này. Đó, mình clean nó đi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ dễ của cục bột này, thấy không? Đó, kiểm tra cái độ dễ của cục bột, bắt đầu mình sẽ vuốt này. Đó, coi thử nó vuốt chưa thì mình hẳn vuốt nó này, thấy không? Vuốt nó. Vuốt tay cái form đó. Rồi, mình sẽ dùng cái bụng cọ mình chắn vào cái form, chắn vào cái đầu móng này. Đó, tự động nó ra luôn cái shape. Chưa? Chờ nó bỏng lên ha. Rồi thả lên. Đếm 1, 2, 3 này. Thả này. Dồn bột vào giữa cuticle này, thấy không? Dồn lên này. Đó. Dồn lên này. Sẽ tìm kiếm một cái điểm mà mình muốn nó curl lên, đúng không? Ví dụ muốn ở cái điểm curl là điểm 3, điểm 4 trên cái móng tay mình này, là mình vuốt từ điểm 3, điểm 4 vuốt xuống ha. Đó.
chỉnh sao cho nó đều ha. Rồi vuốt qua đầu móng rồi thì mình sẽ dùng cái bụng cọ trắng và cái form shape sao cho nó đẹp. Đó. Rồi ngón cuối cùng sau đó thì mình sẽ chạy máy ha. Rồi ngón cái thì mình sẽ lấy cục bột nó bự hơn chút ha, mình cũng chờ cho nó bóng lên. Rồi đặt lên nè, đếm ha, 1, 2, 3, thả, di chuyển cục bột lên phần khóe và cuticle. Đó, thấy không, bột nó chảy nè, bột nó chảy thì mình dồn bột lên giữa này, thấy không, dồn bột lên giữa này, đẩy bột lên nè, đó. Rồi liên hai bên khóe ha, liên hai bên khóe này, dùng cái mũi cọ này liên hai bên khóe này. Rồi dồn bột vô này, dồn bột này, dồn bột hai bên vào giữa này, nó vừa vuốt vừa dồn bột vào này, thấy không, làm cho cái cuticle mình nó sát cái khóe chút cho nó đẹp ha. Cái đầu vuốt nè. Is there any way you can put acrylic? I will later. I will file later. Don't. Right, but that's my nail. You can't file that. Like, that's up here. You can't file that, and it's gonna look thin on the sides, like this right here. That's my nail. Yeah, but I will file later. Oh, I get that. You can file this part. You can't file my nail, like this whole side. You can see that. Okay, up to you. Yeah, see, it's the same. Like, you can't file that off. That's my nail. You can file this down here. But I'm talking about up by my nail on the sides. See, like on these, it's the same. Like these two, you can see my nail. It's the same. That's what I'm saying on this. These two. It's just those two.
Thank you.
bây giờ mình sẽ dùng cái shape almond ha.
coi cái like của mình ha.